từ một hộp chứa 8 viên bi đỏ và 5 viên bi trắng. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 lần, mỗi lần một viên bi không hoàn lại. Tính xác suất để lấy được: A, 2 viên bi đỏ; B, 2 viên bi khác màu; C, viên bi thứ hai là viên bi trắng. Bài này em giải được chưa Hiếu? Để chưa ơi. Chưa thầy hướng dẫn rồi ha. Thì bây giờ là từ cái hộp này mình lấy ra 2 viên bi nè, mình sẽ đặt tên biến cố như thế này em. Em đặt TI là viên bi lấy ra lần thứ Y là viên bi màu trắng. Em có thể đặt màu đỏ cũng được. Thế thì nếu mà đặt như thế này thì nó có 2 biến cố T1, T2 nè. T1 có nghĩa là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng đúng không? T2 là viên bi lấy ra lần thứ hai màu trắng. Và biến cố đối của nó chứ ví dụ như T1 ngang là viên bi lấy ra lần thứ nhất không phải màu trắng. Không phải màu trắng thì nó màu đỏ thôi, tại vì đây có 2 màu thôi. Thấy không? Đấy, thì ở đây tổng cộng là mình nếu mình đặt như thế này thì nó 2 biến cố rồi cộng thêm nếu mình gạch đầu nó thì nó ra 4 biến cố. Đấy, thì coi như mình đã đặt tên được 4 biến cố đó. Thế bây giờ mình sẽ tính xác suất mình đặt thêm biến cố là A là hai hai viên bi lấy ra màu màu đỏ hết không? Tức là về biến cố A nè. Biến cố A thì lúc này biến cố A nó sẽ bằng cái gì? Biến cố A lúc này nó sẽ bằng T1 ngang giao với T2 ngang. Thì biến cố A nó xảy ra khi nào? Có nghĩa là khi viên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ và viên bi lấy ra lần thứ hai cũng màu đỏ thì mình sẽ được 2 viên bi lấy ra đều màu đỏ hết đúng không? Nhưng mà cái này á thì mình áp dụng công thức nhân xác suất em. Thức nhân xác suất như thế nào em nhớ là công thức nhân xác suất lúc nãy thầy cung cấp cho các em đó à. Thì công thức nhân xác suất là như thế này các em. Xác suất mình có là xác suất của biến cố A giao B nè. À, thì lúc này nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A đúng chưa? Công thức mà mình học ở trên lớp là như thế. Bây giờ mình vận dụng ở đây cho trường hợp A nó chính là T1 ngang và B nó chính là T2 ngang thì mình sẽ được cái công thức này. Thì đây qua đây là mình mới áp dụng công thức thôi. Đúng chưa? Đó. Rồi qua thêm một dấu bằng nữa là mình thấy số vô. Số đâu mà thấy vô các em? Đó thì bây giờ các em xem coi xác suất của biến cố T1 ngang này tại sao nó bằng 8 phần 13. Bây giờ em nhìn vô cái hộp nè, nhìn nhìn vô cái đề bài này. Thì ở đây trong cái hộp này nó có chứa tổng cộng 13 viên bi đúng không? 13 viên bi mà ở đây là có 8 viên bi đỏ. T1 ngang có nghĩa là em chọn một viên bi trong cái hộp này ra và tính xác suất viên bi đó màu đỏ. Thì ở đây nó có 8 viên bi đỏ mà em chọn một viên bi thì phải có 8 cách chọn không? Đó. Mà trong cái hộp này nó có tổng cộng 13 viên bi cho nên em chọn một viên bi thì nó có 13 cách chọn. Vậy thì xác suất để mà T1 ngang này xảy ra phải 8 phần 13 đúng chưa? T1 ngang này xảy ra tức là chọn được xác suất chọn được viên bi đầu tiên màu đỏ là 8 phần 13. Rồi bây giờ tại sao là cái T2 ngang với điều kiện T1 ngang này nó bằng 7 phần 12? 7 phần 12. Thì có nghĩa, ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là cái T1 ngang mà xảy ra rồi đó, T1 ngang mà xảy ra. Cái này nó xảy ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là
trong hộp nó còn 10 12 viên bi. Còn 12 viên bi đúng không? Viên bi. Mà trong đó có 7 viên bi đỏ thôi. Đúng chưa? Tức là nếu như cái biến cố T1 này nó xảy ra thì trong hộp nó còn 12 viên bi. Tại vì mình lấy ra một viên bi màu đỏ rồi. Vậy thì trong hộp nó còn 10 12 viên bi thôi và trong đó có 7 viên bi đỏ thôi. Cho nên để lần thứ hai mà mình lấy ra viên bi đỏ nữa thì với điều kiện T1 này có nghĩa là lấy ra một viên bi để tính xác suất viên bi đó mà là viên bi đỏ, với điều kiện cái hộp nó có 12 viên bi thôi mà trong đó có 7 viên bi đỏ thì xác suất nó 7 7 phần 12. Thấy không? Và các em lưu ý là cái thằng này, cái thằng thầy phân tròn này nè, nó bằng 7 phần 12. Các em theo kịp không? Tại sao cái này bằng 7 phần 12, theo kịp không ạ? Kịp thầy. À, rồi cảm ơn em. Rồi đó, sau đó mình nhân hai cái này với nhau. Rồi cái đầu là mình tối giản đi thì nó ra 14 phần 39. Cái này nhân lên thì cái này các em tự làm. Thế bây giờ mình tiếp tục. Nào, tiếp tục nè. Cái trường hợp tiếp theo là hai viên bi khác màu. Hai viên bi khác màu. Mình đặt B là biến cố lấy được hai viên bi khác màu. Thì chúng ta sẽ có cái điều gì? Biến cố B này, hai viên bi khác màu có nghĩa là lần thứ nhất màu trắng, lần thứ hai màu đỏ, đúng không? Là khác màu. Hoặc là lần thứ nhất màu đỏ, lần thứ hai màu trắng cũng khác màu. Đấy, vậy thì nó sẽ ra hai trường hợp thế này. Và mình sẽ tính xác suất của từng trường hợp và mình cộng lại. Đúng không? Đấy, xác suất của trường hợp thứ nhất là gì? Viên bi thứ nhất màu trắng, viên bi thứ hai màu đỏ. Cái này mình áp dụng công thức nhân xác suất ở trên đây xuống nè. Đúng không? Trong trường hợp này đó, trong trường hợp thứ nhất này đó là trong trường hợp này nè. Cái thằng này nó T, cái A nó đúng như cái T1 nó như trò của cái A trong công thức này. Và T2 ngang này nó đóng vai trò B trong công thức trên này. Đúng không? Đó, mình đã triển khai cho từng cái trường hợp ra thì nó ra được công thức như dưới đây. Và tiếp theo là mình sẽ thế số vô. Mình thế số vô đúng chưa? Mình thế số vô. Thì xác suất của biến cố T1, tức là xác suất viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng, đúng không? Là 5 phần 13. Rồi với điều kiện T1 này á, với điều kiện T1 này nè, có nghĩa là cái hộp của mình đã bị lấy ra một viên bi màu trắng rồi. Vậy thì trong cái hộp mình lúc này nó sẽ còn là 12 viên bi mà trong đó nó có 8 bi đỏ và 4 bi trắng. Đúng không? Với điều kiện T1 này nè. T1 này xảy ra nè. Có nghĩa là trong cái hộp mình nó còn 12 viên bi mà trong đó có 8 bi đỏ, 4 bi trắng. Vậy thì để lần thứ hai mình lấy ra được bi đỏ. Đúng không? Tức là mình lấy ra bi đỏ với điều kiện là cái hộp này nó có 8 bi đỏ trên tổng số 12 viên bi thì xác suất nó là 8 phần 12. Và cho nên là ở đây các em thấy đó, em thấy ghi em thấy cái chỗ này nè, cái phần thầy tô màu đỏ này, thầy khoanh lên nè, nó bằng cái này nè, em hiểu không? Hiểu tại sao nó bằng không? Hiểu kịp không? Đó, và cái thằng này, thì tô cái này là tô màu màu khác, nó bằng 8 phần 13 chỗ này. Đúng chưa? Đó. Và tương tự như vậy thì cái xác suất của biến cố T2 với điều kiện T1 ngang nó là 5 phần 12. Đúng chưa? Và rồi, các em tiếp tục tính toán ra thì nó sẽ ra là 20 phần 39. Chúng ta theo kịp không ạ? Theo kịp không các em? Dạ kẹp. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, bây giờ mình sẽ sang câu C. Tức là gì? Viên bi lấy ra lần thứ hai màu trắng. Đúng
viên bi lấy ra lần thứ hai màu trắng không? Thì viên bi lấy ra lần thứ hai màu trắng tức là biến cố T2 đúng không? Mà T2 này nó xảy ra trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng, và trường hợp thứ hai là viên bi lấy ra lần thứ nhất màu đỏ. Tức là T2 này nó sẽ bằng T1 giao với T2 cộng cho T1 ngang giao T2. Và do đó là cái xác suất cần tính của mình đó là xác suất của biến cố tổng này, thì nó sẽ bằng tổng các xác suất, tại vì cái hai cái này nó xung khắc rồi. Và bây giờ mình lại tiếp tục triển khai sử dụng công thức nhân xác suất mình áp dụng vô đó. Thì em lưu ý là cái hình của thầy là nó có màu đỏ đó, thấy không? Thì màu đỏ là nó sẽ bằng với màu đỏ, màu đỏ nó bằng màu đỏ, thấy không? Thì lưu ý chỗ này, thì xác suất của biến cố T1 là 5/13, nhưng mà với điều kiện T1 xảy ra thì có nghĩa là trong cái hộp này nó còn 12 viên bi, trong đó nó có 4 viên bi màu trắng thôi. Vậy thì lần thứ hai mình lấy ra viên bi màu trắng thì xác suất 4/12. Thì cái màu đỏ đó là lưu ý, đó là cái phần màu đỏ ở trên nó bằng phần màu đỏ dưới, là mình giải thích là tại sao nó như thế. Rồi như vậy thì mình đã xong cái bài này. Và trong qua cái bài này thì em thấy là mình giả sử mình lấy ra lần lượt hai viên bi, nhưng mà lần thứ nhất á, mình không biết kết quả nó màu trắng hay màu đỏ nữa, đúng không? Mình giả sử như lần thứ nhất mình lấy ra mình không biết màu trắng hay màu đỏ, sau đó là lần thứ hai mình lại tiếp tục lấy ra một viên bi, thì xác suất của cái viên bi thứ hai màu trắng là bằng 5/13. 5/13 này, như vậy rõ ràng là cái việc mà lấy ra lần thứ nhất là 5/13 rồi, đúng không? Lấy ra lần thứ nhất là 5/13 rồi, và lấy ra lần thứ hai cũng là 5/13, đúng không? Như vậy thì cái xác suất để lấy ra được viên bi trắng nó không phụ thuộc vào cái việc mà mình lấy ra trước hay lấy ra sau, đúng không? Thế cái bài này nó có vận dụng ở chỗ này các em. Bây giờ nếu mà mình có một cái, nó vận dụng ở chỗ này, nếu như mà chúng ta có 10 lá thăm, và trong đó có 3 lá thăm đánh dấu, lá thăm trúng thưởng đi, thưởng như thế này. Bây giờ nếu mà có ba người mà lần lượt mỗi người rút một lá thăm, rút một thăm này là không không hoàn lại nha, không hoàn lại. Đấy, theo trường hợp không hoàn lại đó. Như vậy thì cái xác suất mà người thứ nhất mà trúng thăm á, trúng thưởng á, là nó bằng 3/10, đúng không? Bây giờ thầy đặt vấn đề là xác suất người thứ hai trúng thưởng là bao nhiêu, và xác suất người thứ ba trúng thưởng là bao nhiêu. Thì cái đây các em thấy là xác suất người thứ hai mà trúng thưởng với điều kiện người thứ nhất trúng thưởng là bao nhiêu, cái này mình biết đúng không? Với điều kiện người thứ nhất trúng thưởng có nghĩa là mình đã lấy ra một lá thăm trúng rồi, vậy thì nó còn có hai lá thăm trúng thôi trên tổng số 9 thôi, 9 lá thăm, đúng không? Và cái xác suất người thứ hai trúng thưởng với điều kiện người thứ nhất không trúng thưởng là mình biết nè, cái này mình biết nè, không? Cái này là với điều kiện người thứ nhất không trúng thưởng thì nó vẫn còn 3 thăm trúng thưởng trong số 9 thăm, đúng không? Vậy thì mình sẽ biết được hai cái này, và từ hai cái này nè đó, mình sẽ dùng công thức xác suất đầy đủ, mình tính được cái xác suất biến cố A2 giống như cái phần này, tính được cái T2 nhờ cái T1 và T1 ngang, giống như công thức này, đúng không? Đấy. Và mình thấy là cái xác suất của biến cố T T2 này A2 này là nó lại bằng cái 3/10.
giống như là ở đây, ở trên đây, ở trên bài này là xác suất của biến cố T1 nó bằng 5 phần 13. Đó. Bây giờ mình tính xác suất của biến cố T2 không, là T2 không này, nó cũng bằng 5 phần 13. Đấy. Vậy thì cái việc mà lấy ra lần thứ nhất thôi, lấy ra lần thứ hai thì cái xác suất nó không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu nó ảnh hưởng khi nào, khi mà mình lấy ra lần thứ nhất mình biết rồi nó màu gì đó, biết được cái thông tin là lấy viên bi lấy ra lần thứ nhất nó màu gì, màu đỏ hay màu trắng, thì lúc này nó mới ảnh hưởng tới cái xác suất của biến cố T2, đúng không? Còn ví dụ như trong ba người này có hai người đầu mà rút được cái thăm mà không có xem, không có kịp xem cái lá thăm nó là có trúng thưởng hay không đó, thì cái người thứ ba lại rút lá thăm, thì xác suất để người thứ ba trúng thưởng rõ ràng nó không ảnh hưởng gì đến hai người đầu hết, đúng không? Bởi vì hai người đầu họ đâu có xem thăm đâu, họ không có xem thăm, đúng không? Họ không có biết là mình có trúng thưởng hay không. Vậy thì xác suất để người thứ ba trúng thưởng vẫn là 3 phần 10. Đấy. Thầy nói như thế để các em thấy là cái gì, cái xác suất mà rút thăm lần thứ trước sau gì nó không ảnh hưởng đến khả năng trúng thưởng. Nhưng mà cái điều đó chỉ đúng khi mà chúng ta, những cái người mà rút trước, rút thăm trước ta đó, là chúng ta không có biết thông tin về những người đó có trúng thưởng hay không, thì lúc đó thì cái xác suất nó không thay đổi. Chứ còn nếu mà chúng ta biết được cái xác suất trước đó, thì chúng ta biết được cái các biến cố trước đó, thì xác suất nó dứt khoát nó sẽ thay đổi, đúng không? Đấy, thì qua cái bài này thì các em thấy được cái điều đó.